Phùng Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Khỏe Không. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với những vị khách mời sẽ trò chuyện với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Đầu tiên Phùng Yến xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà đến từ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào Phùng Yến, xin chào quý vị khán giả. Và bác sĩ ơi, ngày hôm nay thì trò chuyện với lại bác sĩ và Phùng Yến còn có một vị khách mời xinh đẹp nữa. Yeah. Và chị đã tới ở ngoài cửa rồi, rất gần rồi. Bác sĩ chờ một chút xíu để mình cùng mời chị vào bác sĩ nha. Yeah. Mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh. Chị Trinh ơi. Chào chị. Em chào bác sĩ. Chào chị Trinh. Hôm nay rạng rỡ quá. Ngày hôm nay là chị Trinh nè cùng với bác sĩ cũng như là Phùng Yến và quý vị khán giả sẽ nói chuyện với nhau về chủ đề loãng xương, một chủ đề mà rất là nhiều người quan tâm luôn. Uống nhiều canxi nè để phòng loãng xương thì có đúng hay không? Nhưng mà trước tiên thì xin mời chị Ngọc Trinh, xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngay sau đây quý vị nha. Ok. Trời ơi. Ui trời ơi là trời. Ra lấy giùm hai bịch thuốc vô luôn đi. Thuốc ở đây. Trời, nhà thuốc gì cho cái bịch mỏng te vậy? Ủa hai, bộ sữa đại hai giá hay sao mà hai mua gì tới 8 thùng như vậy? Rồi thuốc bổ sung canxi gì nữa nè. Nhưng mà lội thì 2 hộp nè. Lội thì 4 hộp nữa. Trời ơi, mua gì dữ vậy? À, cái này là mua 1 tặng 1. Còn cái này là mua 1 tặng 4 luôn đúng không? Trời ơi, em ơi, trên đời này á không có cái gì á mà tốt mà rẻ đâu em ha. 1 tặng 3 hả? Không có đâu. Ủa vậy chứ sao chị mua gì nhiều dữ vậy? Chị mua 8 thùng sữa. Ừ. 3 thùng á để lại hai chị em mình với con cu tí uống, còn 5 thùng á chị kêu siêu thị á xếp thẳng qua cho má luôn để cho má uống. À còn 2 cái hộp thuốc canxi nè, đó là của má luôn á. Chiều á em đi đón cụ tí, nhớ đi ngang đưa cho má giùm chị luôn nha. Má bị loãng xương á phải uống thêm nhiều sữa và bổ sung nhiều canxi thì mới hết loãng xương được. Còn hai chị em mình á với cụ tí á cũng phải uống nhiều sữa, cũng phải bổ sung canxi nó để ngừa loãng xương luôn. Em nói cho hai nghe, bệnh loãng xương á không chỉ đơn thuần là do thiếu canxi đâu. Em của cô bạn, ba của cô bạn đó bị loãng xương nặng nhưng mà không hề thiếu canxi, mà lượng canxi trong máu á còn nhiều hơn bình thường nữa. Nhiều người á là có cái quan niệm là uống sữa để bổ sung canxi, nhưng mà nghĩ như vậy cũng đúng, tại vì sữa là một trong các loại thực phẩm mà bổ sung để canxi, nhưng mà cứ trông cậy vào đi sữa là không có đủ. Thì đó, chị biết á là uống sữa không thì đâu có đủ canxi nên chị mới mua thêm thuốc canxi cho má uống nè. Em có anh bạn á, chú của anh là sợ bị loãng xương cho nên là tự ý mua thuốc về để bổ sung canxi, rồi dẫn tới thừa canxi, rồi á bị các triệu chứng như là mệt mỏi nè, buồn nôn rồi ói nữa. Tính ra em cũng nhiều bạn bè quá ha. Những gì em nói là thật hết á, không phải uống canxi nhiều á là người loãng xương đâu, mà phải uống theo chỉ định của bác sĩ nữa. Thôi hay làm gì vậy? Ủa chị đâu vậy? Đi gặp bác sĩ để tìm câu trả lời. Không phải uống nhiều thuốc canxi thì sẽ ngừa được bệnh loãng xương, đúng không? Vừa rồi mình xem cái tiểu phẩm á, Trinh thấy là cái nhân vật mà anh Bảo ở trong đó đó rất là giống cái suy nghĩ của em ngoài đời luôn á. Bác sĩ ơi, có phải là khi mà mình bị bệnh loãng xương á cũng đâu có cần thiết là lúc nào mình cũng phải bổ sung thật là nhiều canxi như vậy cũng không có tốt, đúng không bác sĩ?
Thực ra thì để hiểu là bổ sung canxi có phù hợp trong trường hợp loãng xương hay không thì trước tiên là các bạn phải hiểu là loãng xương là gì cái đã. Dạ. Xương của chúng ta được cấu trúc ngay từ lúc còn trẻ, nó rất là chắc. Nhưng mà khi mà cái chất lượng xương nó kém, nó giảm đi theo độ tuổi, theo cái chế độ dinh dưỡng vân vân, thì cái tế bào hủy xương nó sẽ nhiều hơn là tế bào tạo xương. Do đó nó làm cho chất lượng của xương sẽ kém và cái kết cấu của xương cũng bị giảm đi. Chính vì vậy xương nó không còn chắc nữa, và khi không chắc nữa thì người ta gọi là loãng xương. Và cái loãng xương đấy là gây ra một cái hậu quả rất là sợ đấy, đó là bị gãy xương. Mình phải biết là các đối tượng nào là thường bị loãng xương nhiều hơn. Yeah. Để mình chú ý hơn. Thì cái đối tượng đầu tiên hết mà mình phải kể đó, đó là những trường hợp phụ nữ cho con bú. Cái canxi trong giai đoạn mà cho con bú nó đòi hỏi rất là nhiều và với một cái nồng độ rất là cao, cao hơn cả lúc có bầu nữa. Yeah. Cái đối tượng thứ hai thì cũng rất là hay gặp loãng xương, đấy là các bạn bầu. Các mẹ bầu thì đi khám thai và các bác sĩ thì tùy vào từng tuổi thai và người ta sẽ cho những cái toa thuốc, và các bạn thấy là hầu như canxi là uống suốt thai kỳ. Yeah. Còn đối tượng thứ ba đó là những người ở cái độ tuổi lớn. Yeah. Đặc biệt là phụ nữ mà vào tuổi quanh mãn kinh và mãn kinh, nghĩa là khoảng từ 47 tuổi đến 50 tuổi và sau hơn nữa. Bác sĩ nói như vậy làm cho tự nhiên chị Trinh lo dễ sợ. Bác sĩ ơi, em thú thật cho bác sĩ luôn, em là một người phụ nữ mà tuổi trẻ đã qua mà tuổi già thì nó chưa sắp đến. Thì bây giờ hôm nay gặp gỡ bác sĩ rất là quý luôn. Bác sĩ có thể tư vấn cho em cái cách nào đó để em mà hạn chế được cái bệnh loãng xương không ạ? Đúng rồi. Cái thức ăn mà giàu canxi đó là những cái đồ ăn từ biển. Và cái thứ hai là ăn hải sản ha, hải sản nhé. Hoặc là các bạn có thể ăn từ rau ua, từ ua, sữa. Kể cả cái trứng vịt lộn mà cái úp mềm mà cái miếng cứng đó cũng là bỏ cái đấy, nó cũng rất là nhiều canxi. Yeah. Tuy nhiên là các bạn biết là khi canxi vào trong cơ thể mà để vào xương á, nó phải có một cái thành phần xúc tác nữa rất là quan trọng, đó là vitamin D3. Tại vì các bạn biết là ở châu Á thì mình không sợ cái thiếu cái D3, bởi vì mình có rất nhiều ánh nắng. Nhưng mà ở những nước châu Âu thì họ phải bắt buộc bù cái vitamin D3. Yeah. Thì thường thường thì các bạn thấy trong canxi thì trong cái phần thuốc đều có một cái phần D3 ở trong đó. Nên tóm lại là chúng ta thấy là phải bù, có thể từ đồ ăn, có thể từ thuốc hỗ trợ. Nhưng mà nhiều người bù nhiều quá thì sao ạ? Thì đó đó bác. Không biết bao nhiêu là đủ, cứ đúng thấy rồi. Là uống chị ha. Đấy, khi uống canxi vào thì nó phải có cái sự cân xứng với từng cái lứa tuổi. Nhưng mà khi uống thì không uống liên kéo tổ. Dài, các bạn phải có những giai đoạn nghỉ, ví dụ như mình uống một đợt ví dụ 10 15 ngày thì chúng ta sẽ nghỉ 10 15 ngày. Ví dụ thế. Chứ còn nếu mà các bạn đưa canxi vào quá nhiều á thì trong cơ thể mình sẽ, thứ nhất là sẽ dư cái canxi. Trường hợp mà cái thận nó có vấn đề mà nó không thể đẩy được hết cái canxi ra thì các bạn thấy là cái hậu quả có thể là sẽ có sạn thận. Đó, nên là chúng ta phải để ý. Khi dùng thuốc thì sẽ có tư vấn của các bác sĩ hẳn hoi. Tùy theo từng độ tuổi người ta sẽ kiểm soát cái lượng canxi của mình như thế nào. Một trong những điều mà khi dùng canxi thì bác sĩ rất muốn nhắc với lại bệnh nhân của mình là cái cách uống rất là quan trọng. Có thể là em đưa vào rất là đủ nhưng mà em uống không đúng thì thuốc nó cũng không hấp không thu. Tác dụng. Không hấp thu nữa. Ví dụ này, không bao giờ uống canxi cùng với lại nước trà. Không bao giờ uống cùng với cà phê. Và không bao giờ uống cùng với sữa. Tại vì những cái chất đấy nó sẽ làm mất cái tác dụng của canxi. Thế nếu muốn canxi mà được hấp thu nhiều hơn, tốt hơn thì thường thường là khuyên là nên uống với các vị hơi chua chua. Ví dụ như là uống nước cam, ví dụ như là nước chanh, các bạn có thể uống cùng với canxi thì cái độ hấp thu của nó sẽ cao, rất là cao, tốt hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ngày hôm nay là quý vị thấy là chỉ cái đơn giản cái chuyện là bổ sung canxi để mình phòng ngừa loãng xương thôi mà có biết bao nhiêu điều mình phải cập nhật, lắng nghe ý kiến của chuyên gia chị Trinh ha. Rất là cảm ơn bác sĩ Thanh Hà cũng như là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh ngày hôm nay đã đến đây chia sẻ cùng với Bạn Khỏe Không, và xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chương trình. Xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phụng Yến, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh và bác sĩ Thanh Hà xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tuổi dậy thì là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ em thành người lớn. Ở bé gái tuổi từ 9 cho đến 13 tuổi, ở bé trai là khoảng từ 9 cho đến 14 tuổi.